Mở đầu bản tin chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao trong nước. Thưa quý vị khán giả, một ngày sau lễ rước cúp đầy long trọng, thì giải gốc Vimper DIC Việt Nam Legends Tour 2023. Đây là một trong những giải đấu chuyên nghiệp và một trong những giải đấu mà các golfer rất mong muốn được tham dự giải đấu này. Trước khi giải đấu chính thức được diễn ra, thì các golfer đã có một vòng thi đấu giao lưu giữa các golfer huyền thoại và các golfer Việt Nam. Tại vòng thi đấu giao lưu Pro-Am, tạm hiểu là những tay golf chuyên nghiệp và không chuyên, 24 trong 60 huyền thoại golf tham dự Vimper DIC Legends Việt Nam 2023 sẽ giao lưu cùng 72 golfer Việt Nam, với phần lớn trong số đó là các golfer không chuyên. Thể thức thi đấu tính số gậy theo đội 4 người, không áp dụng handicap. Mỗi đội sẽ gồm một huyền thoại và 3 golfer không chuyên. Đúng với tinh thần của một buổi giao lưu, không khí thi đấu tại từng hố đánh diễn ra gần gũi và thoải mái. Trong tổng số 24 đội tham dự, huyền thoại Nicklas Fast và Gray Hutchinson rất tự tin về đội của mình. Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy các thành viên của đội có những cú đánh hay, họ đã chơi rất tốt. Hôm nay, tôi được sát cánh cùng những golfer tuyệt vời. Cả đội đã có 3 đến 4 hố under par đấy. Tôi thậm chí còn nghĩ họ không cần đến một người chuyên nghiệp như tôi cơ. Các golfer Việt Nam đánh tốt thật đấy. Có điều là với cá nhân mình, là người đến từ Scotland, tôi cảm giác mặt cỏ ở đây hơi khác. Thế nhưng, xét về tổng thể, sân golf của giải có chất lượng rất tốt. Vào ngày mai, ngày thứ hai của vòng thi đấu giao lưu Pro-Am sẽ được diễn ra trước khi 60 golfer huyền thoại sẽ chính thức bước vào hành trình chinh phục chiếc cúp Vinpearl DIC Legends Việt Nam 2023 từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Thưa quý vị, với golf chuyên nghiệp, nghề caddy đã được nâng tầm khi họ là người đồng hành cùng với các tay golf qua từng giải đấu. Khi mà nghề này không những cần sức khỏe mà còn cần sự hiểu ý nhau. Thậm chí là nhiều tay golf đã lựa chọn chính người vợ của mình để đồng hành trên hành trình sự nghiệp. Và tại giải golf Vinpearl DIC Legends Việt Nam năm 2023, đã có nhiều tay golf có lựa chọn như vậy. Cuộc sống của một golfer chuyên nghiệp thường xa nhà tới 80% thời gian trong năm. Cũng chính vì vậy, nhiều người vợ sẵn sàng đồng hành cùng chồng của mình khi các golfer thường xuyên phải di chuyển qua các quốc gia, châu lục khác nhau với vai trò caddy. Tại giải golf DIC Vimper Legends Tour, chúng tôi gặp gỡ một cặp vợ chồng như vậy khi bà Sharon Ernst đang cùng ông Paul Ernst đánh tập chuẩn bị cho giải đấu của các huyền thoại. Ở độ tuổi 60, bà Sharon đã trải qua vài chục năm là caddy cho chồng của mình. Khó nhất là việc lấy lại những thói quen khi trở về nhà cùng gia đình rồi lại rời đi nhanh chóng. May mắn chúng tôi có những người bạn hỗ trợ khá nhiều. Còn về mặt tâm lý, chúng tôi cũng phải tìm cách để đối mặt với việc không thể thắng, làm quen và trở lại sân tập luyện, thi đấu ngay tuần sau. Thi đấu chuyên nghiệp luôn rất khắc nghiệt, nhưng giờ thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn với cặp vợ chồng đã có hơn 30 năm thi đấu. Khi còn trẻ, họ dành nhiều thời gian để tập luyện, kể cả khi tới nhiều quốc gia nhưng cũng không thể thỏa sức khám phá vì cần cả quá trình hồi phục sức khỏe. Thi đấu tại Legends Tour, ông Paul Ernst vẫn rất cạnh tranh nhưng lại thư giãn hơn và hưởng thụ các giải đấu theo một cách khác. Chúng tôi đã tới Việt Nam vài ngày rồi để thăm thành phố Hồ Chí Minh, đi xem những bảo tàng. Mọi thứ tại đây thật tuyệt vời và chúng tôi cũng có những người bạn đồng hành là vợ chồng nhà Phil Golding, những người cũng chơi tại Legends Tour lâu năm rồi. Giải đấu này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi khám phá Việt Nam. Vâng, như quý vị khán giả đã thấy thì các golfer đang tỏ ra rất hào hứng và hài lòng với công tác tổ chức tại giải Pro-Am ở Vimpearl DIC Legends Tour Việt Nam 2023. Và để có được sự hài lòng đó thì ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công tác tổ chức chi tiết như thế nào của ban tổ chức. Ngày thi đấu thứ hai của giải golf Pro-Am Vimpearl DIC Legends Tour Việt Nam 2023, khi mà các tay golf thi đấu xong thì đó cũng là lúc bộ phận phục vụ bắt đầu làm việc. Thời tiết mùa này ở Nha Trang trời rất nhanh tối, nhưng không vì thế mà công việc bị chậm trễ. Bây giờ mới là hơn 5 giờ chiều nhưng trời cũng đã tối. Thời tiết cũng không thuận lợi khi đang có mưa phùn. Tuy nhiên, những công tác chuẩn bị cuối cùng cho ngày thi đấu tiếp theo vẫn được tiến hành. Tất cả là để cho giải golf Vimper DIC Legends Tour Việt Nam 2023 được diễn ra thành công nhất.
Phần việc chính của chúng tôi là sửa sang những bunker vì trời mưa. Chúng tôi có thể giải quyết được vấn đề này. Hơn nữa, những cơn gió mạnh sẽ giúp sân nhanh chóng trở nên khô ráo. Các tay golf sẽ phải chơi trong điều kiện thời tiết không thật lý tưởng, nhưng chắc cũng không sao đâu. Họ là những huyền thoại, nên những khó khăn như vậy sẽ khiến cho các cuộc so tài trở nên hấp dẫn hơn. Cho đến lúc này, công tác chuẩn bị cho giải vẫn diễn ra đúng tiến độ. Ngày 30 tháng 11, giải golf Vinpearl DIC Legend Tour Việt Nam 2023 với những huyền thoại của golf thế giới sẽ chính thức được diễn ra.